Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Và lần đầu tiên dành cho bạn nào mới xem video này thì đây là kênh mà mình dành chia sẻ về kinh nghiệm kiếm tiền và du lịch. Ngoài ra mình là một kênh về tạo động lực sống và chữa lành vết thương tâm lý. Và một lần nữa xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay thì cuối tuần mình xin review về một cái mã cổ phiếu cũng rất là tốt và mình cũng đang đầu tư khoảng 100 triệu vào đây, nên là mình cũng muốn chia sẻ một vài góc nhìn của mình dành cho các bạn. Thì bây giờ mình đang trên cái đồ thị của cổ phiếu RE này, thì hôm nay là ngày cuối tuần, bây giờ đang là 10 giờ 11 giờ trưa nè. Thì trong tuần này á thì các bạn thấy là cái thanh khoản bắt đầu sụt giảm khoảng 50%. Nếu như trước đây á, mỗi ngày khoảng 1 triệu cổ phiếu giao dịch, gần 1 triệu cổ phiếu giao dịch, thì bây giờ chỉ tầm khoảng 2, 300, 400 thôi là nó sụt giảm khoảng một nửa. Điều này chứng minh một điều rằng nhà đầu tư và nhà đầu cơ hiện tại đang rất rất đề phòng với giá 72.000 này. Và bây giờ mình vào cái máy Ichimoku một tí xíu đi. Thì nếu mà theo cái máy Ichimoku này á, theo cái nhận định của mình á, thì sắp tới luôn á là cổ phiếu RE này sẽ bắt đầu đi vào pha ngang, chứ nó không còn là tăng giá và giảm giá nhiều nữa, mà nó sẽ ngang tích lũy một thời gian khoảng một tháng, thì các bạn sẽ bắt đầu thấy là nó có sự biến động, trừ khi là những nhà đầu tư không còn tin tưởng vào mã này nữa thôi. Nhưng mà một lát mình sẽ qua cái phân tích cơ bản, thì các bạn sẽ thấy là nếu mà với cái bản báo cáo tài chính đẹp mà uy tín như thế, thì chắc chắn nhà đầu tư sẽ vẫn còn tin tưởng cái cổ phiếu RE này trong một dài hạn, nên là họ sẽ đợi những nhịp sụt giảm mạnh để mà họ vô tiền. Còn hiện tại thì các bạn thấy dòng tiền không còn vô ồ ạt như trước đây nữa, mà hiện tại á đầu cơ rất là nhiều và T cộng 3 rất là nhiều, nên các bạn thấy rằng á, cái sự phản ánh mà thanh khoản với lại kỹ thuật á, theo mình thấy dạo gần đây nó không còn đúng, cả về cổ phiếu RE, cổ phiếu Hòa Phát hoặc là những cổ phiếu mà được nhiều người biết đến á, thì nó không còn là phản ánh đúng nữa. Ví dụ như ở đây đi, dòng tiền vô rất rất là nhiều vào ngày 23 tháng 12 năm 2021. Hôm nay cái bữa nay là khớp lệnh là 2,2 triệu cổ phiếu nè, rồi ở đây á là cũng gần 2 triệu cổ phiếu. Nhưng rốt cuộc thì khi mà ở đây á thì nó lại sụt giảm. Nếu mà bạn nào mà T cộng 3 ở đây nè, thì 1, 2, 3 qua đến đây bán thì nó lại nó lại một là về mo lại. Còn nếu mà bạn nào xui xui mua trên đây nữa thì lại sụt giảm một tí tiền luôn. Rồi còn cái thứ hai nữa là bạn sẽ bị kẹt hàng, và cái thứ ba nữa là bạn nếu mà bạn bán ngay khúc này thì bạn sẽ tốn chi phí giao dịch. Nên là dòng tiền đầu cơ hiện tại thì đang vô rất là nhiều, nhưng mà đối với mã cổ phiếu RE này theo mình nhận định thì dòng tiền đầu cơ cũng không nhiều lắm đâu. Nói chung là cái thanh khoản không còn được dự báo chính xác nữa, nên là khi mà các bạn phân tích kỹ thuật á, nó cũng mang một phần rủi ro rất là nhiều. Đối với mình á, thì mình không có chuyên về phân tích kỹ thuật lắm, mà mình chỉ xài một số phân tích kỹ thuật cơ bản như Ichimoku, rồi cột volume và đường RSI quá bán quá mua thôi. Nên là mình cũng không quan tâm quá nhiều về cái kỹ thuật này. Mình chỉ quan tâm một điều là khi mà giá sụt giảm từng nhịp á, đối với những cái mà mình thấy vô được á, thì mình vô thôi. Giống như là ở đây, cái lúc mà cái bữa ngày 3 tháng ngày 4 tháng 3 năm 2022 á, mình thấy nó lên đến đây là mình biết nó sẽ quay về, một là nó bức đỉnh, hai là nó quay về thôi. Tại vì nhà đầu tư khi mà thấy là giá lên tới đây so với cái đỉnh cách đây khoảng 3 tháng, thì nhà đầu tư sẽ bắt đầu là nhìn thấy là nó có vẻ là hơi mắc so với giá biên an toàn của nó cách đây 3 tháng, thì nhà đầu tư bắt đầu thấy
không ổn và bắt đầu rút tiền, gặp những chiến sự căng thẳng giữa Ukraine và Nga và giá dầu tăng nữa, nên là những cái đó nó làm kinh tế vĩ mô nó biến động, nên là nhà đầu tư nước ngoài bán tháo rất rất là nhiều. Nhưng mà thay vào đó thì khi mà bán tháo như vậy á, thì các bạn thấy không, 3-4 nhịp sụt giảm như vậy đều hấp thụ vô cổ phiếu của mình hết, nên là nó khó mà giảm mạnh như trước đây. Như trước đây thì cái khúc này mình cũng review cho các bạn, lúc mà mình hướng dẫn về biên an toàn để mua cổ phiếu thì các bạn thấy là cái khúc này nè, nó giảm rất là mạnh và nó rất là sâu, nhưng mà so với bây giờ thì nó giảm không có mấy sâu lắm so với cái giá hiện tại. Nên theo mình nhận định là khoảng thời gian sắp tới thì cổ phiếu này sẽ đi ngang theo góc nhìn kỹ thuật. Và cái thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các bạn là mình sẽ coi giao dịch của cổ đông lớn. Một phần nữa mình nói là cái giá này nhà đầu tư hoặc là nhà đầu cơ đang lo lắng và đang gọi là đang ke giá, có nghĩa là đang quan tâm rất nhiều tới giá. Khi mà giá mà ở hiện tại này thì nhà đầu tư hoặc là nhà đầu cơ đang ngại để mà đặt tiền của mình vô. Thứ nhất là các bạn coi Platinum Victory nè. Mình mới biết được cái này cách đây vài ngày thôi. Các bạn thấy những lần mà đặt mua nè. Nè. 4 lần này đặt mua nè. 3 lần này đặt mua nè, rốt cuộc không khớp lệnh được. Và một cái lý do mà Platinum Victory này đưa ra đó chính là do điều kiện thị trường không thuận lợi, là một cái lý do rất rất là hợp lý, giống như là gọi là yêu nhau xong rồi chia tay. Ủa tại sao chia tay? Thì do không hợp nên chia tay, là cái lý do muôn thở. Nhưng mà thực ra là sao? Cái quỹ đầu tư này họ thấy cái giá là trên 70 thì nó cũng hơi mắc và họ cũng lưỡng lự. Tại vì mỗi lần họ đăng ký là cũng hơn 10 triệu cổ phiếu, mà 10 triệu cổ phiếu là cái số tiền rất rất là lớn nha các bạn. Mà mỗi lần họ đặt lệnh vô mà họ què vốn là họ đã lỗ một cái số tiền chi phí giao dịch rất rất là lớn. Và đặc biệt là những cái nhà, cái quỹ đầu tư này nè, chịu một cái áp lực rất là căng thẳng từ những người mà gọi là mua chứng chỉ quỹ này. Và họ chịu một cái áp lực rất là lớn là khi mà họ vào ra vậy á, là thứ nhất là nó phải xin lời, và thứ hai nữa là khi mà họ cần tiền á, là họ bán được liền. Đó là một cái áp lực rất là lớn so với những quỹ đầu tư như thế này. Thì tụi mình ít tiền hơn rất là nhiều, và cái lợi thế của tụi mình là sao? Mình có thể vào và ra thị trường rất là nhanh, và mình có thể theo dấu chân của những quỹ đầu tư này để mà mình có thể kiếm lời trong ngắn hạn. Mặc dù là việc kiếm lời trong ngắn hạn mình cũng không thích lắm, nhưng mà các bạn thấy đó, trong cái khoảng thời gian này cũng vậy nè. Đó, nhiều lần đặt mua nhưng viện lý do là thị trường không thuận lợi nên là không mua được. Nhưng mà thực ra thì họ đang rất rất là cảm thấy không an toàn khi mà họ vào cổ phiếu ri với giá như vậy. Và khi mà các bạn nhìn những cái ngày này nè, thì các bạn có thể soi về cái giao dịch ở đây, thì các bạn sẽ biết được là cái ngày đó giá cả nó phản ánh như thế nào, thì các bạn sẽ tự soi ra được. Và cái thứ ba mà mình muốn nói đến với các bạn á, là về cái tăng trưởng lợi nhuận. Báo cáo thường niên năm 2021 của cổ phiếu RE thì các bạn sẽ thấy nè, doanh thu thì tăng có một miếng à, doanh thu tăng 200 tỷ à, mà ở dưới đây biên lợi nhuận gộp nè, ở đây lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ nè, các bạn sẽ thấy là 2.300 tỷ. Thì các bạn có lấy máy tính các bạn sẽ biết được là lợi nhuận gộp tới gần 40% hay sao á. Các bạn lấy 2.3 chia cho 5.8 thì sẽ ra được là 39% lợi nhuận gộp. Mà biên lợi nhuận gộp mà 39% là công ty này có lợi thế cạnh tranh rất là kinh khủng luôn. Tại vì Warren Buffett
rất là quan tâm cái con số này. Warren Buffett nó chỉ cần đầu tư công ty nào mà có con hàm kinh tế ok là sẽ cảm thấy an toàn. Tại vì khi mà biên lợi nhuận gộp trên 20% là công ty này có một lợi thế cạnh tranh rất là lớn. Và còn nhiều chỉ số nữa thì mình đã chia sẻ cách đây 1-2 năm gì đó, mình không nhớ nữa, mình đã chia sẻ những con số đó rồi. Còn bạn nào mà muốn cái file mà những chỉ số vàng của Warren Buffett thì cứ để lại email bên dưới, mình sẽ gửi miễn phí cho các bạn. Rồi, mình sẽ phân tích tiếp và về cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận lãi cơ bản cho một cổ phiếu. Thì các bạn sẽ thấy, làm gì làm không biết, lãi cơ bản cho một cổ phiếu nè là tăng đâu đó là từ 5.200 năm trước giờ lên 6.000. Thì các bạn chỉ cần bấm máy tính, các bạn lấy 6, các bạn trừ 5.2, xong các bạn chia cho 5.2 thì nó sẽ ra là tăng được 15%. Nếu mà các bạn vào giá này thì mình nghĩ là năm sau nó cũng không tăng lên được 15%. Có thể là dòng tiền đầu cơ nhiều thì nó có thể tăng, nhưng khi mà các bạn đợi những nhịp sụt giảm như mình nói, và các bạn phân bổ vào 20% tổng tiền của các bạn vào những nhịp sụt giảm như thế này, những nhịp sụt giảm như thế này, thì các bạn sẽ có thể tăng được 15% trên tổng số vốn của các bạn. Ê, các bạn vào cái vùng này là thấy ngon rồi. Ok, thì khi mà thị trường sẽ đi ngang trong vài tuần tới, nếu mà bán tháo mạnh á, mình sẽ không biết trước được là thị trường sẽ giảm hay sẽ tăng nha. Nhưng mà nếu mà các bạn á thấy thị trường bán tháo mạnh ở khúc này nữa, thì các bạn vào cái khúc này đó, thì nếu mà bán tháo mạnh thì mình sẽ vào khúc này. Và đặc biệt là các bạn vẽ cái đường trend line á, các bạn coi nè, mỗi lần mà nó xuống đáy á, nó xuống tới đây á là nó lại bật lên lại. Thì các bạn cứ đợi khi nào mà nó bật xuống đây thì mình mua thôi, nó xuống đây thì mình mua. Hoặc là khi mà nó rớt xuống đây nữa nè, cái đáy này nè là cái đáy vững chắc nè, thì khi mà nó rớt xuống đây nó thì các bạn mua tiếp, quá đơn giản. Hoặc các bạn cũng có thể phân bổ vô khúc giữa này cũng được, khúc giữa này cũng được, không vấn đề gì cả. Nếu mà các bạn cảm thấy cái mức giá này nó quá là lời so với cái giá trị hiện tại của công ty, thì các bạn có thể vào cái mức giá ở đây cũng được, hoặc là các bạn vào mức giá ở đây. Thì khi mà những cái lần mà các bạn suy đoán rằng cái mức giá này nó ngon á, thì các bạn nên vào một cái này khoảng 20% trên tổng tiền. Thí dụ có 100 triệu thì vào 20 triệu ở đây, đúng không? Phân bổ 20 triệu ở đây nữa, phân bổ 20 triệu ở đây, 20 triệu ở đây, rồi 20 triệu ở đây là xong. Thì trong quá trình đó các bạn nên nhớ nè, phải có tiền mình mới đầu tư được. Thay vì tập trung vào bảng điện thì các bạn nên tập trung vào kiếm thêm tiền để đầu tư, chứ các bạn không nên nhìn bảng điện nhiều. Tại vì trong thời gian các bạn nhìn bảng điện nó không giúp ích gì được cho các bạn cả. Còn một cái nữa mình muốn chia sẻ với các bạn là về báo cáo thường niên, về dự án kế hoạch trong năm 2022. Thì như các bạn đã thấy, mình sẽ qua cái trong năm 2021 trước. Năm 2021 á, thì cái doanh thu á, cái doanh thu nó đến nhiều á, là hơn phân nửa là nó đến từ mảng năng lượng rồi. Năng lượng nè, còn màu xám nè. Thì năm 2021 á, là 2021 nó chỉ là vô cái vòng tròn lớn này nè. Các bạn thấy cái vòng tròn lớn này, 51% đến từ điện rồi. Còn cái cơ điện lạnh á, các bạn thấy sụt giảm hẳn luôn. Là hồi năm 2020 á, cái vòng tròn nhỏ là cũng không, 2020 thì 61%, nhưng mà đến năm nay á, thì nó còn có 31%. Nó là cái mảng điện, là cái mảng mà nó sẽ phát triển một cách mạnh mẽ vào năm nay. Và đây là cái cơ cấu mà của doanh thu và lợi nhuận sau thuế trong năm 2021. Thì các bạn sẽ thấy năm 2020 thì 3.400, nhưng mà lúc cuộc đến năm 2021 thì có 1.800 thôi, sụt giảm khoảng 50%. Và cái mảng năng lượng này á, thì nó tăng 151%. Và đặc biệt nữa, cái biên lợi nhuận gộp của mảng năng lượng nè, biên lợi nhuận gộp nó rất là kinh khủng và nó rất là lời. Còn á, cái cơ điện lạnh này á,
thì cái biên lợi nhuận gộp nó không có bao nhiêu cả. Các bạn thấy không, lời doanh thu thì 1.800 mà lúc cuộc thu về có 100, thì các bạn có lấy 98 các bạn chia cho 1.800 thôi. 98 chia 1.800 biên lợi nhuận có, biên lợi nhuận gộp của cái này có 5% mà, trong khi cái biên lợi nhuận gộp của năng lượng nè, biên lợi nhuận gộp của năng lượng nè, các bạn lấy 873 nè, các bạn chia cho 2963, các bạn sẽ ra được là gần 30%, gần 30% nha các bạn. Còn chưa kể cái mảng bất động sản nữa, cái mảng bất động sản biên lợi nhuận gộp nhìn kinh khủng thiệt. Hôm bữa thì mình cũng không đánh giá cao cái mảng bất động sản, tại vì bất động sản thì tôi thấy thị trường nó quá nóng rồi nên tôi cũng không đánh giá cao về cái mảng này. Nhưng mà một điều mà tôi thắc mắc á, là tại sao mà cái ri này nó không bỏ cái cơ điện lạnh này đi luôn. Tại vì làm không có lợi nhiều á, làm biên lợi nhuận gì đâu có 5%, làm gì. Xong bỏ cái mảng này luôn, tập trung phát triển hết vào bất động sản và năng lượng thôi. Cái mảng nước này thì có thể phát triển thêm được, tại vì nguồn nước sạch thì nó cũng rất là cần thiết, nhu cầu thiết yếu. Nhưng mà cái mảng cơ điện lạnh thì nó không có được bao nhiêu. Nhưng mà tôi có trao đổi với người môi giới của tôi thì người đó có nói là thì cái mảng cơ điện lạnh này á là để bổ sung cho cái nguồn bất động sản này, có nghĩa là có bất động sản xây nhà lên xong rồi lắp ráp máy lạnh đồ này nọ. Rồi cái thị phần cơ điện lạnh ở Việt Nam á, là trong nước á, là cũng đang lớn. Nhưng mà theo tôi trao đổi thì cái máy lạnh của Ri thì thấy nó xài cũng không ngon lắm à, thì cũng đang thắc mắc là sao không bỏ luôn cái mảng cơ điện lạnh đi cho rồi, rồi để tập trung phát triển cái mảng năng lượng thôi. Đó thì cũng đang là một cái điều đang băn khoăn. Và còn một cái nữa là cái dự định kế hoạch kinh doanh năm 2022 thì mảng cơ điện lạnh tôi cũng không biết làm sao mà mảng cơ điện lạnh nó tăng được gấp đôi, tôi không biết nó tăng 116% so với 2021 nè. Thì cái kế hoạch này á, thì như mà bạn nào theo dõi công ty này khoảng 2 năm, 1 năm, 2 năm gì đó thì các bạn biết là năm nay thì Ri người ta hoàn thành cái kế hoạch được 80%. Thí dụ như đặt cái kế hoạch doanh thu là 1.000 tỷ thì hoàn thành được 800 tỷ là 80% của kế hoạch. Thì cũng hy vọng là cái mảng cơ điện lạnh này sẽ hoàn thành được. Nhưng mà so với cái biên lợi nhuận gộp như vậy thì nó cũng hơi thấp, 214 mà chia 3.900 chia 3.930 không biết nhiêu, cũng 5%. Nói chung là nó có tăng doanh thu rất là nhiều đi chăng nữa, nó không tăng là 60% doanh thu nè, 11% lợi nhuận sau thuế nè, tăng 60% doanh thu mà một mà gấp đôi cái doanh thu cơ điện lạnh gấp đôi, nhưng mà cái lợi nhuận sau thuế nó chả tăng được bao nhiêu cả. Còn bù lại cái mảng năng lượng thì mình đánh giá cao về cái mảng năng lượng này, tại vì thứ nhất là nó là nhu cầu rất là thiết yếu, và cái thứ hai nữa là nó biên lợi nhuận nó rất là cao. Và khi mà biên lợi nhuận cao vậy thì nó chứng tỏ một điều là công ty này có lợi thế cạnh tranh rất là tốt. Còn coi như là cái mảng cơ điện lạnh này á, nó không có lợi thế cạnh tranh gì nhiều luôn á, với lại làm doanh thu thu về cái đống tiền vậy mà lúc cuộc á thì cái lợi nhuận thì có nhiêu đây. Nên là tôi nghĩ nếu mà không có cái mảng năng lượng thì chắc chắn là giá của cổ phiếu Ri nó sẽ giảm rất là nhiều. Cũng may là có cái mảng năng lượng này nó bổ trợ rất rất là nhiều luôn. Nên là tôi hy vọng thời gian sắp tới là ban quản trị hay là bên công ty có những cái đề xuất để mà có thể tăng cái năng lượng này lên nó mạnh mạnh một tí xíu, hoặc là cái mảng bất động sản này cũng tăng mạnh mạnh một tí xíu để mà giá nó có thể được cao hơn. Và nếu mà giá nó cao hơn thì nhà đầu tư mình được hưởng lợi chứ ai, đúng không các bạn? Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video đến đây. Và trên đây là báo cáo vừa trên đây là cái phân tích vừa kỹ thuật và vừa cơ bản, để dành cho bạn nào mà thường theo dõi kênh của mình thì bạn cũng biết là mình rất là tâm đắc với cổ phiếu Ri này. Thứ nhất là về uy tín, và cái thứ hai nữa là về sự bình ổn giá đó. Giá nó tăng một cách rất là cứng. Và còn một điều nữa thì các bạn nào mà xem video của tuần trước thì các bạn biết rồi đó, Ri nếu mà sau đại hội cổ đông này á thì không biết là trả cổ tức nhiêu, nhưng mà dự định đó là nghe nói là cổ tức 25% lận á.
Nên là nếu mà bạn nào mà lần đầu tiên xem kênh của mình á, thì hãy đừng quên nhấn nút subscribe ở bên dưới để chúng ta đồng hành cùng nhau. Còn nếu mà bạn có phản biện hoặc là có ý kiến nào khác, mong rằng là bạn bình luận ở bên dưới để chúng mình cùng nhau học hỏi. Cảm ơn tất cả các bạn.